Năm 2019 có thể sẽ chứng kiến bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam khi chúng ta lần lượt tham dự King's Cup và vòng loại World Cup. Những thành công thời gian qua giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo có niềm tin chinh phục những thử thách mới. Và để làm được điều này, chất lượng của đội tuyển Việt Nam cũng cần được hoàn thiện và nâng cao hơn nữa. Không chỉ tìm kiếm những cầu thủ trong nước, ông thầy người Hàn Quốc còn hướng ánh mắt tới các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài. Và những người như Alexander Đặng, Filip Nguyễn hay Cha Sơn Quang Vinh trở về phục vụ quê hương thì chúng ta sẽ có một lực lượng mạnh mẽ để hướng tới những giấc mơ xa hơn. Kết hợp cầu thủ nội và Việt kiều, 11 cái tên dưới đây hoàn toàn đủ sức làm bất cứ đội bóng mạnh nào ở châu Á cũng phải ngao ngán. Ở vị trí thủ môn, thời kỳ độc tôn của Đặng Văn Lâm sẽ không còn khi đối thủ cạnh tranh của anh đã xuất hiện, cái tên ấy là Filip Nguyễn. Filip Nguyễn đang làm mưa làm gió với truyền thông Cộng hòa Séc khi thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ Slovan Liberec. Hiện đội bóng chủ quản của Filip đang nằm trong nhóm dự Europa League mùa tới. Tuy nhiên, ông Park ưu tiên một cầu thủ khác trong chuyến đi châu Âu, chứng minh sự tin tưởng lớn lao vào Đặng Văn Lâm. Trong khi Filip Nguyễn ngoài tài năng còn cần kiểm chứng khả năng hòa nhập cũng như sự phù hợp trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, một suất trong khung gỗ có lẽ vẫn khó ai qua được thủ thành của Manchester United. Với đội hình 3-4-3 quen thuộc, bộ ba An ngữ trước mặt Đặng Văn Lâm vẫn sẽ là Đình Trọng, Duy Mạnh, Ngọc Hải. Dù cho Adriano Smith đã có bước tiến lớn ở mùa này, nhưng bộ ba nói trên đã có sự ăn ý trong thời gian dài, đồng thời chứng minh năng lực qua nhiều giải đấu lớn, nên việc loại bỏ ai trong những cái tên này cũng đều là đáng tiếc. Trong lối chơi chuyền ngắn, phối hợp nhỏ mà ông Park đang tạo dựng, Duy Mạnh đáp ứng tốt khi từng là một tiền vệ. Trong khi Đình Trọng vừa sở hữu khả năng chuyền bóng ấn tượng, đồng thời chơi bình tĩnh và luôn có mặt ở các điểm nóng đúng lúc. Đình Trọng luôn biết cần đứng ở đâu khi đội nhà tấn công hay phòng thủ. Còn Quế Ngọc Hải đã có bước trưởng thành vượt bậc sau sự cố gây chấn thương với anh Khoa. Quế Ngọc Hải đã bình tĩnh hơn, động trận đấu thông minh hơn và quan trọng hơn cả là tố chất thủ lĩnh mà ít người đồng đội nào có được. Ở hành lang cánh, ông Park sẽ thực sự đau đầu khi có rất nhiều sự lựa chọn. Việc Văn Thanh bình phục chấn thương khiến ông đắn đo giữa anh và Trọng Hoàng, người chơi tuyệt hay ở Asian Cup. Bên cánh đối diện, Văn Hậu và Jason Quang Vinh là những tài năng xuất chúng. Trong khi Văn Hậu từng tham dự vòng chung kết thế giới U20 thì Jason cũng được gọi lên tuyển U18 Pháp. Tuy nhiên, Jason lại là cầu thủ rất ít thông tin nên ông Park sẽ đặt niềm tin vào cậu học trò cưng Văn Hậu hơn. Vị trí giữa sân là nơi mà ông Park vẫn đang băn khoăn với các lựa chọn. Ngoài những lựa chọn sẵn như Hùng Dũng, Xuân Trường, Đức Huy, ông đang nhắm đến Mạc Hồng Quân và Martin Lò. Tuy nhiên, Mạc Hồng Quân là một số 8 thiên về tấn công, trong khi Martin Lò có thể hình nhỏ nên khá thua thiệt trong việc tranh chấp. Đức Huy và Hùng Dũng là những người nắm rõ yêu cầu về mặt chiến thuật và cách di chuyển trong sơ đồ 3-4-3. Đức Huy là một chiến binh nổi lên từ thời U23 châu Á. Anh chiến đấu không biết mệt mỏi để các đồng đội xung quanh thoải mái chơi bóng. Với Hùng Dũng, cầu thủ này có thể di chuyển liên tục và cách chạy của anh mở ra nhiều không gian hơn cho cầu thủ sáng tạo nhất đội là Quang Hải làm bóng. Hàng công của đội tuyển Việt Nam sẽ mang nhiều nét thú vị. Ngoài Quang Hải chắc suất ở bên cánh phải thì cánh trái là nơi cạnh tranh của Công Phượng và Văn Đức. Nhưng Công Phượng có vẻ phù hợp hơn với vai trò dự bị chiến lược bởi nền tảng thể lực tốt, chơi cối phá thiên về cá nhân hơn. Còn Văn Đức có khả năng liên kết lối chơi tốt hơn, di chuyển thông minh và biết cách tạo nên những tam giác tấn công, nên anh sẽ là lựa chọn yêu thích của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Điểm mới nhất và đáng chờ đợi nhất là người chơi cao nhất trên hàng công, anh chàng Alexander Đặng, tiền đạo hoàn hảo mà đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm bấy lâu, cao 1m85, sở hữu tốc độ hoàn hảo và khả năng rơi dắt bóng ấn tượng. Mùa trước, Alexander Đặng là vua phá lưới của giải hạng nhất Na Uy. Thậm chí huấn luyện viên Park Hang-seo phải đích thân lặn lội sang châu Âu để tận mắt chứng kiến tài năng của anh, đồng thời trò chuyện trực tiếp với anh về cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Với 11 cái tên kể trên, việc huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin về cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup sắp tới là có cơ sở. Không phải ngẫu nhiên mà ông luôn đặt mục tiêu vòng loại World Cup lên hàng đầu khi nhận thấy hết những tiềm năng chưa khai thác của bóng đá Việt Nam. Và những sự bổ sung của các cầu thủ Việt kiều chính là mảnh ghép hoàn hảo cho những tham vọng mà chúng ta mong muốn.